Chào mừng các bạn đã tới với Rutika Media. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng đem tới cho các bạn một bài review về series Power Rangers khá nổi tiếng, được sự yêu mến đông đảo ở cả thị trường Việt Nam lẫn quốc tế. Đó là Power Rangers SPD. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên, như thường lệ, ta tìm hiểu sơ lược một vài thông tin xoay quanh bộ phim nhé. Power Rangers SPD là season thứ 13 của chuỗi phim, gồm 38 tập phim chuyển thể từ Tokusō Sentai Decaranger, được phát sóng từ ngày 5 tháng 2 năm 2005 đến ngày 14 tháng 11 năm 2005 trên đài ABC Family và sau đó là Toon Disney. Giờ chúng ta bước vào tìm hiểu cốt truyện của phim nhé. Phim được lấy bối cảnh ở năm 2025, một viễn cảnh tương lai với sự phát triển vượt trội, tân tiến của khoa học kỹ thuật. Ở giai đoạn này, trái đất cũng mở cửa chào đón những sinh vật từ ngoài hành tinh tới, chung sống một cách hòa thuận với con người. Thế nhưng, đế chế Chubian, dẫn đầu bởi tên thủ lĩnh độc tài Grum, đang nhăm nhe xâm lược trái đất. Space Patrol Delta, đơn vị bảo an với công nghệ kỹ thuật tân tiến, đứng ra đương đầu với mối đe dọa này. Chỉ huy Doggy Anubis Kruger đã cử một đội tinh nhuệ của mình là A-Squad ra trận để đối đầu với quân đoàn Chubian. Thế nhưng, họ đã biến mất, không để lại một dấu vết nào. Giờ đây, trọng trách bảo vệ an ninh trái đất được giao cho chiến đội B-Squad, bao gồm Jack Landers, Sky Tate, Britt Carlson, Z Delgado và Sid Drew. Giai đoạn đầu tuy gặp phải nhiều xích mích, bất đồng, song nhóm Power Rangers mới thành lập phải tìm cách gạt bỏ những hiềm khích cũng như cái tôi cá nhân, phối hợp với nhau như một đội thực thụ để đủ sức đương đầu với mối đe dọa từ quân đoàn Chubian của Grum. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về dàn nhân vật của bộ phim. Được biết, ở thời điểm đầu phim, Sky, Bridge và Sid là 3 sĩ quan thực tập thuộc đội B-Squad đang trong quá trình huấn luyện để một ngày được thăng cấp trở thành Power Rangers. Trong khi đó, Jack và Z lại là những tên cướp đường phố, giống như Robin Hood của thời hiện đại. Họ ăn cắp nhu yếu phẩm, cũng như thức ăn, quần áo để phân phát cho những người nghèo. Nhận thấy tiềm năng hiếm có của cả hai, chỉ huy Kruger đã quyết định kết nạp họ vào đội B-Squad. B-Squad Power Rangers chính thức được hình thành, với mỗi thành viên đều sở hữu siêu năng lực cho riêng mình. Đầu tiên, Jack Landers, SPD Red Ranger, là một đội trưởng đầy lòng nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, có kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu, Jack mất một thời gian để làm quen với những tác phong cần có ở SPD và cách để trở thành một người lãnh đạo xứng đáng cho cả đội. Tuy khá biết cách cư xử, giải quyết vấn đề thấu tình đạt lý, nhưng điểm yếu của Jack là không giữ được cái đầu lạnh, dễ mất bình tĩnh, nghĩ gì nói đó, cứng đầu, hơn thua, đôi khi bật luôn cả cấp trên, gây mất lòng cho người khác. Jack sở hữu năng lực đi xuyên tường. Thành viên thứ hai là Skyler Tate, gọi tắt là Sky, SPD Blue Ranger. Một thành viên nghiêm túc trong đội, tác phong chỉn chu, ít tham gia vào các hoạt động vui chơi. Cha của Sky khi xưa từng là Red Ranger tại SPD, người đã không may hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Vì rất ngưỡng mộ cha, Sky luôn khao khát được trở thành một SPD Red Ranger. Đôi khi, sự khao khát này biến thành nỗi cực đoan, ám ảnh. Ở giai đoạn đầu phim, Sky có tính cách khó ưa, cộc cằn, thô lỗ, kiêu ngạo, coi thường đồng đội, thiếu tinh thần đoàn kết. Chính những điều này đã khiến anh không được chọn để trở thành một Red Ranger. Anh trở nên bất mãn khi một kẻ ngoại đạo như Jack lại được chọn làm Red Ranger, tạo nên mâu thuẫn giữa cả hai trong một thời gian dài. Thế nhưng theo thời gian, sau bao lần sát cánh chiến đấu vào sinh ra tử cùng với những người đồng đội, anh dần dần sửa đổi tính cách của mình và trở nên thân thiện hơn, không còn xem trọng việc mình là Red hay Blue Ranger nữa, mà cố gắng làm tròn bổn phận của một chiến binh bảo vệ trái đất. Sky sở hữu siêu năng lực tạo lá chắn năng lượng, hất văng kẻ địch đứng gần anh. Thành viên thứ ba là một chàng trai người Do Thái, Bridge Carlson, SPD Green Ranger. Bridge là người có tính cách hòa đồng, vui tính và có phần hơi lập dị. Anh nói rất nhiều, thường xuyên pha trò, giải thích dài dòng, vòng vo, khó hiểu, khiến đồng đội và chỉ huy nhiều phen ngán ngẩm. Song, Bridge là người có đầu óc nhanh nhạy và phán đoán rất tốt, hỗ trợ rất nhiều trong công tác điều tra tội phạm. Để giải quyết những bài toán hóc búa, anh hay thực hiện tư thế trồng cây chuối. Theo anh, trọng lực nảy sinh ra những ý tưởng từ trên xuống đầu, giúp não tiếp thu chúng tốt hơn. Bridge sở hữu năng lực ngoại cảm, anh kiểm soát nó bằng việc đeo găng tay.
khi chạm vào người khác, anh có thể đọc được suy nghĩ của họ. Bàn tay của anh cũng có thể quét ra một trường ánh sáng, giúp anh nhìn thấy năng lượng của đối phương. Thành viên thứ tư, Elizabeth Delgado, gọi tắt là SPD Yellow Ranger. Ở giai đoạn đầu phim, dù cùng Jack đi trộm vặt đường phố, nhưng Z không mấy hài lòng với cuộc sống khi đó. Cô luôn mong muốn được làm điều gì đó lớn lao hơn, và khi được chỉ huy Kruger trao cho cơ hội trở thành SPD Ranger, cô ngay lập tức đã nắm bắt. Cô có một quá khứ buồn khi phải chịu sự ghẻ lạnh của bạn bè và những người xung quanh vì năng lực dị biệt của mình. Chính vì điều này, Z thấu hiểu cho nỗi lòng của cậu bé Sam, người cũng cùng hoàn cảnh tương tự giống như cô. Z đã dốc hết sức để giúp Sam vượt qua mặc cảm của bản thân, không đi theo cái ác, tạo tiền đề để sau này cậu trở thành một Ranger của SPD. Z có tính cách hòa nhã, giỏi giao tiếp. Trong phim, cô được ship ngầm với Bridge. Hai người có một vài khoảnh khắc tương tác nho nhỏ khá thú vị. Siêu năng lực của Z là phân thân. Thành viên cuối cùng của B-Squad là Sydney Drew, gọi tắt là Sid, SPD Pink Ranger. Sid xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô có tính cách khá điệu đà, tiểu thư, song cũng không kém phần mạnh mẽ và xéo sắc. Giai đoạn đầu, Sid cũng khá chảnh chọe, kiêu kỳ và chỉ quan tâm tới bản thân. Quá trình đồng hành sát cánh với những người đồng đội đã giúp cô hiểu được giá trị của tình bạn. Bắt đầu khi Z chuyển vào công tác tại SPD và ở chung phòng với Sid, giữa hai người xảy ra nhiều mối bất hòa do khác biệt về cách sinh hoạt. Song dần dần, họ cũng dung hòa được sự khác biệt đó và trở nên thân thiết với nhau hơn. Sid sở hữu năng lực thay đổi cấu trúc phân tử của bản thân, biến cơ thể cô trở thành bất kỳ chất liệu nào mà cô chạm vào, một năng lực vô cùng hữu dụng trong quá trình cận chiến. Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến Dorky Anubis Kruger, SPD Shadow Ranger, chỉ huy của Space Patrol Delta phân khu trái đất. Khi xưa, đế chế Grum đã đem quân đoàn Trubian tới xâm lược hành tinh Sirius của ông. Kruger cùng những người đồng đội đã chiến đấu quên mình để bảo vệ hành tinh. Họ cũng là nhóm Space Patrol Delta đầu tiên được thành lập. Xong, họ bị áp đảo bởi quân đoàn của Grum. Nhóm của Kruger bại trận, hành tinh Sirius bị tiêu diệt. Tất cả đồng đội của ông đều đã bỏ mạng. Ông là người duy nhất còn sống sót. Kruger đã mất tất cả trong trận chiến đó, quê nhà, đồng đội và lạc mất cả người vợ của ông, Insignia. Giai đoạn năm 2025, khi đã trở thành chỉ huy của SPD, Kruger là một người lãnh đạo mẫu mực, thông thái, tỉnh táo, được sự nể trọng tuyệt đối của cấp dưới. Khi chuyển hóa thành Shadow Ranger, Kruger cũng cho thấy kỹ năng chiến đấu vô cùng tuyệt vời. Ông là nhân tố nổi bật nhất của dàn SPD Ranger, không ngán ngẩm bất kỳ đối thủ nào, thậm chí có thể chiến đấu song phẳng và hạ gục tên bạo chúa Grum. Tiếp theo là Sam, SPD Omega Ranger. Ở thời điểm năm 2025, Sam vẫn còn là một cậu nhóc, sở hữu năng lực dịch chuyển tức thi vật thể. Cậu bị bạn bè ghẻ lạnh, xa lánh vì năng lực dị biệt này. Điều này khiến cậu khá tự ti và căm ghét mọi người. Cậu bị Mora dụ dỗ làm những việc tà ác. Song, bằng sự thấu hiểu và hết lòng, Z đã cảm hóa được Sam, khiến cậu mở lòng hơn với mọi người và sử dụng năng lực của bản thân cho những điều đúng đắn. Sam sau đó gia nhập SPD, trở thành một sĩ quan nhí tập sự. Năm 2040, nhận được tin nhóm SPD bại trận trước quân đoàn của Grum, Sam đã du hành thời gian ngược về năm 2025 để giúp sức cho những người anh chị khi xưa đã bảo vệ mình. Quá trình dịch chuyển thời gian đã chuyển hóa cơ thể Sam thành một đốm sáng năng lượng. Một thành viên quan trọng khác phải nhắc đến, đóng vai trò hậu cần trong phim là Catherine Manx, gọi tắt là Cat, chuyên viên kỹ thuật của SPD phân khu trái đất. Tuy có vẻ ngoài còn khá trẻ, nhưng nếu xét theo tuổi người ở trái đất, cô đã 147 tuổi. Cô là người chế tạo hầu hết các trang thiết bị chiến đấu mà SPD đang sử dụng hiện tại. Ngược dòng về năm 2001, thời điểm mà Cat cùng cha mẹ của nhóm B-Squad nghiên cứu công nghệ chế tạo các Morpher cho nhóm SPD. Thí nghiệm này đồng thời đã khiến nhóm nghiên cứu bị phơi nhiễm các phóng xạ, là nguyên nhân cho những siêu năng lực dị biệt mà nhóm B-Squad hiện tại đang sở hữu. Vì là người ngoài hành tinh, Cat không bị ảnh hưởng. Là người tháo vát, điềm tĩnh và hiểu chuyện, Cat nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ mọi người, đặc biệt là chỉ huy Kruger. Là một người bạn tâm giao, cô thường lắng nghe những lời tâm sự của ông và ngược lại. Song bên cạnh đó, Cat cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn và kiên quyết. Cô là người duy nhất có thể trị được sự cứng đầu của Kruger, sẵn sàng chỉ ra những cái sai của ông mà không màng cấp bậc. Dù chỉ là một chuyên viên kỹ thuật, nhưng Cat lại sở hữu kỹ năng chiến đấu vô cùng tốt. Sau này, chỉ huy Birdy đã cấp cho cô một chiếc Morpher tạm thời để tự vệ, giúp cô chuyển hóa thành SPD Cat Ranger.
Tuy nhiên, chiếc móc fur chỉ giúp cô duy trì trạng thái ranger trong một tiếng, nên Kat rất hiếm khi sử dụng tới nó. Phụ tá của Kat là Boom, một anh chàng hiền lành và ngờ nghệch, đảm nhận công việc sửa chữa thiết bị. Boom từng là sĩ quan của học viện SPD, nhưng bị đánh rớt chỉ sau 3 ngày thực tập. Xong, anh vẫn nuôi dưỡng ước mơ để trở thành một ranger. Piggy, một tên sinh vật ngoài hành tinh có sở thích kỳ lạ, thích bẩn, ghét sạch. Hắn thích rác rưởi, thức ăn ôi thiêu, đồ đạc bốc mùi nhưng lại ghê tởm xà phòng, thực phẩm tươi ngon, quần áo thơm tho. Ở những tập đầu, hắn là một tên vô gia cư hay lang thang bới rác sống qua ngày. Một ngày, hắn trúng 10 triệu đô và đổi đời bằng việc mở nhà hàng theo phong cách của hắn. Hắn chuyên cung cấp thông tin có ích cho nhóm SPD, song cũng không ít lần ngầm giúp sức cho Grum. Có thể nói, Piggy là một tên khá hèn nhát, chỉ biết đến cái lợi trước mắt của bản thân. Sau cùng là thế lực phản diện trong phim, đế chế Trubian, dẫn đầu bởi tên bạo chúa Grum. Grum có tạo hình đáng sợ và độc ác, với tính cách cộc cằn, nóng nảy, cực đoan. Hắn luôn muốn nhăm nhe chinh phạt, thôn tính các hành tinh khác, không từ mọi thủ đoạn. Xong, đôi khi hắn khá tấu hài, với kiểu tự pha trò, tự phá lên cười, trông rất nhí nhố. Grum có mối thù rất lớn dành cho chỉ huy Kruger, bởi khi xưa trong trận chiến trên hành tinh Sirius, Kruger đã chặt gãy một bên sừng của hắn. Thâm thù lớn là vậy, tuy nhiên, đa phần những trận đấu tay đôi sòng phẳng giữa cả hai, hắn đều bị Kruger outing cực mạnh. Sống cùng Grum là cô nhóc Mora, cánh tay đắc lực được hắn nuôi nấng, có tính cách như một công chúa, tọc mạch, xấu tính và thích búp bê. Ở giai đoạn đầu phim, Mora thường lập kế hoạch xấu xa cho Grum, thỉnh thoảng vẽ ra những tên quái vật ngoài hành tinh, rồi hiện thực hóa chúng trở thành tay sai cho hắn. Ở giai đoạn sau, trải qua bao lần thất bại, Grum trở nên mất kiên nhẫn và dùng tà thuật biến Mora trở thành hình dạng thật của mình, Morgana, một đả nữ thiện chiến và hùng hăng. Tuy vậy, ả rất ghét hình hài này và luôn cố gắng làm hài lòng Grum để được trở về hình dáng Mora. Ả từng phối hợp với Devastator và Shorty áp đảo nhóm SPD Ranger, đẩy họ tới gần bờ vực diệt vong, cho tới khi Sam, SPD Omega, từ tương lai tới ứng cứu. Hợp tác với Grum là Broodwing, một tên gian thương đầy thủ đoạn. Hắn chỉ quan tâm đến tiền, miễn là ra mức giá hợp lý, hắn sẽ cung cấp những món hàng, vũ khí, người máy nguy hiểm cho khách hàng để gây nhiễu nhương cho an nguy của trái đất. Tuy nhiên sau này, trong quá trình hợp tác, giữa Grum và Broodwing xảy ra khá nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Broodwing sau đó muốn tự mình chinh phạt trái đất, vượt mặt Grum. Xong, kế hoạch của hắn bị thất bại trước SPD phân khu trái đất. Giờ chúng ta bước vào nhận xét bộ phim nhé. Đầu tiên là một vài ưu điểm. Phim lấy bối cảnh tương lai năm 2025, mang lại sự mới mẻ cho dòng phim Power Rangers, với hai yếu tố nổi bật là sự phát triển khoa học kỹ thuật và sự chào đón của trái đất với những nhóm sinh vật mới từ ngoài hành tinh. Việc nhốt tội phạm vào thẻ bài cũng là một yếu tố khá thú vị và mới lạ, bởi ở Mỹ không có luật tử hình phạm nhân. Những tên tội phạm trong SPD sau khi bị tuyên án sẽ bị nhốt vào một tấm thẻ như một nhà tù không gian để giam giữ chúng. Yếu tố này được sử dụng nhất quán ngay cả khi nhóm SPD trang bị thêm SWAT mode, với cách thi triển chiêu tất sát khác một chút so với bản gốc Dica Ranger. Phim vẫn đầu tư sáng tạo thêm một số trang thiết bị hỗ trợ khá thú vị cho nhóm SPD như Delta Cruiser, Delta Patrol Cycles, Delta ATV, SWAT Command Truck, SPD Battleizer. Vẫn giữ vững phong độ như các bộ Power Rangers khác, những cảnh chiến đấu trong SPD rất kịch tính và mãn nhãn, kết hợp với nhiều góc quay đa dạng, thú vị. Nhân vật Doggy Kruger cũng gây ấn tượng rất tốt cho khán giả bằng hành động và lời nói. Vừa là một chỉ huy tài giỏi, đáng kính nể với phong thái uy nghiêm, vừa là một ranger thiện chiến, không ngán bất kỳ đối thủ nào. Việc nam diễn viên John Tui lồng tiếng cho chỉ huy Doggy cũng là một điểm sáng rất đáng được nhắc tới vì chất giọng quá thần thái và cuốn hút. Tiếp đến sẽ là một vài nhược điểm còn tồn đọng trong phim. Một số nhân vật không được khai thác backstory, cụ thể như Bridge và Sid khi gia nhập SPD thế nào, Jack và Z gặp nhau ra sao, tại sao họ lại trở thành hai tên cướp đường phố, nhất là khi cha mẹ họ từng là thành viên của SPD. Phim quá ưu ái cho nhân vật Sky, không chỉ một mà những hai lần trở thành Red Ranger, khiến ngụ ý để Sky làm Blue Ranger của chỉ huy Kruger không còn ý nghĩa, cũng như mất đi giá trị tinh thần mà phim mang lại. Tưởng chừng như việc để nhân vật Sam trở thành Ranger sẽ mang lại sức sống mới cho SPD, thì đây lại là một điểm tối của phim. Dưới hình dạng là một đốm sáng năng lượng, Sam trở nên mờ nhạt và đáng quên,
chỉ xuất hiện trong chiến trận. Xét về vai trò trong phim thì Sam kém xa Kruger và Cat, thậm chí là thua cả Boom. Sẽ không sai nếu khẳng định rằng Omega Ranger chỉ là một Extra Ranger, mặc dù ở bản gốc Decabreque là Six Senshi. Ngoài ra, không có một sự tương tác nào giữa Sam tương lai và Zee, cho thấy việc để thân phận thật của Omega Ranger là Sam mang một sự khiên cưỡng, cố hợp lý hóa cho chi tiết Omega Ranger ở dạng đốm sáng năng lượng. Nếu không nhắc tên, khó ai có thể nghĩ rằng Omega Ranger và Sam là cùng một người. Phim cũng có hai tập phim khá thừa thãi và tệ là Perspective và Wormhole. Ở phân đoạn cuối cùng của SPD, Sky và Bridge lần lượt được thăng chức thành Red và Blue Ranger, trong khi Zee và Sid vẫn ở nguyên vị trí Yellow và Pink Ranger. Sự phân chia cấp bậc thông qua màu sắc này gây sự mất cân bằng, làm xáo trộn cho đội hình B-Squad sau này. Cuối cùng là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Đã từng có cuộc tranh luận rằng cha của Sky có phải là Wesley Collins trong Power Rangers Time Force hay không? Năm 2015, đạo diễn Greg Aronowitz giải thích rằng bộ đồ Time Force Red chỉ đơn giản là sự lựa chọn ngẫu nhiên của phía tổ sản xuất, chứ không hề có một ý nghĩa sâu xa nào cả. Cũng tại cuộc phỏng vấn năm đó, khi được hỏi về lý do để Omega Ranger giữ hình dạng một đốm sáng, Greg Aronowitz trả lời rằng đó là vấn đề kinh phí. Cụ thể, giai đoạn tiền sản xuất của SPD lúc bấy giờ diễn ra khi Decaranger vẫn còn chưa kết thúc. Không một ai biết về sự tồn tại của Decabreque. Và chỉ còn 2 tuần nữa là SPD bắt đầu bấm máy. Disney lúc đó đã tuyên bố không thêm Ranger, không thêm diễn viên. Tuy nhiên sau này, Decabreque lại đóng vai trò khá quan trọng cho footage trong phim mà SPD sử dụng, nên họ buộc phải đưa Omega Ranger vào phim một cách khiên cưỡng. Nói cách khác, việc để Omega Ranger có thân phận là Sam tương lai và ở hình dạng đốm sáng là phương án chữa cháy của Disney, cho thấy sự chủ quan của họ trong quá trình sản xuất. SPD Battleizer là sản phẩm đầu tiên của Power Rangers được Super Sentai vay mượn khi Decared sử dụng nó trong movie Team Up Maho Sentai Magi Ranger vs Decaranger. Nam diễn viên thủ vai Jack, Brandon J. McLaren, từng có quãng thời gian hẹn hò với nữ diễn viên Emma Lahana và Kira Ford trong Power Rangers Dino Thunder, nhưng chia tay không lâu sau đó. Đây cũng có thể là nguyên nhân mà McLaren không trở lại với vai Jack trong tập Team Up kỷ niệm Once Rangers của Power Rangers Operation Overdrive khi mà Lahana nhận lời mời, dẫn đến việc đảm nhận SPD Red Ranger được trao cho Matt Austin thủ vai Bridge Carlson. Diễn viên thủ vai A-Squad Pink Ranger Nagino Motoko là vợ của đạo diễn hành động nổi tiếng giới tokusatsu Sakamoto Koichi. Trên đây là những giới thiệu và đánh giá của nhóm chúng mình về bộ phim Power Rangers SPD, một bộ phim tuổi thơ đã gây tiếng vang ở cả thị trường Mỹ lẫn Việt Nam, được rất nhiều người yêu mến. Các bạn có cảm nhận như thế nào về bộ phim này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho những video của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã tất cả phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker. Tôi và cậu chỉ biết chiến đấu thôi.